Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video các bạn nhớ bấm like, đăng ký để cập nhật những video mới nhất từ mình nhé. Tiếp tục video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình góp ăn chia tổng giải thưởng là 35.000 đô tập cặn Baby Black Dot nè. Thì có cái hiệu là BB Dot. Thì các bạn cứ một nhập thì các bạn sẽ nhận được 100 triệu tập cặn Baby Dot. Tập cặn này có gác. Rồi, đây thì những cái tập ghép các bạn. Thì để tham gia game này các bạn cần list phần link mô tả dưới video mà link phòng rồi. Các bạn đăng ký login cái tài khoản nha bạn. Quán này mình mô. Sau khi các bạn login xong thì nhiệm vụ đầu tiên các bạn join kênh seller. Giờ các bạn join sao các bạn. Rồi các bạn bắt đập lên. Các bạn điền vào username Telegram của tất cả các bạn. Rồi bấm continue các bạn. Chờ nó xác nhận chút xíu. Rồi các bạn nhập vào, tôi không phải là cái máy mà qua lúc xa cái nó ác thiệt. Rồi sau khi các bạn lướt cấp xa xong thì nó hiện lên một các bạn một enter nữa. Rồi sau đó follow Twitter nữa. Mạng lắm. Xin Twitter thì bạn theo dõi nha các bạn. Rồi các bạn bắt đáp lên. Bấm continue. Tiếp tục retweet nè. Các bạn like nè. Like nè. Tweet lên nè. Rồi bấm vào continue. Tiếp tục put consumer put on. Thì những nhiệm vụ này thì các bạn vào đăng ký tài khoản các bạn tự rút các bạn. Đây mình hướng dẫn các bạn rút consumer trước đi. Click here nè. Để mình vừa đăng ký tài khoản mà vừa ấy nữa thì nó rất là lâu nữa các bạn. Xin consumer thì đối với bạn nào chưa có tài khoản thì bấm vào đây đăng ký cái tài khoản các bạn. Mình đã có tài khoản còn login nè các bạn. Sao mạng yếu vậy ta? Sau khi mà login các bạn nhấp vào tôi không phải là người máy nè. Rồi bạn bấm vút con Barbie Black Dot nè. Rồi đứng máy luôn. Sau khi bạn boot xong thì bạn trở về cái phòng đó nè bạn, bấm continue các bạn. Rồi thì những việc rút những này thì bạn đăng ký tài khoản bạn rút cũng tương tự nha bạn. Này Supreme Trip. Cái này thì mỗi ngày các bạn vào đây các bạn chọn cho nó là các bạn kiếm xu nha các bạn. Rồi sell in nè. Chọn nó phương tiện của bạn. Cập nhật dữ liệu. Và cái mục này cũng gì để mình. Cái này nó kêu các bạn sell một cái bức ảnh lên cái group Barbie Dot nè. Cái này nó kêu các bạn sell lên group nói về con Barbie Dot rồi gỡ màn ảnh bức ảnh lên cho nó nữa. Thôi các bạn bỏ mục này luôn các bạn. Các bạn nhấp vào địa chỉ pin pin xem match send các bạn. Không mở khóa được các bạn. Các bạn làm xong hết nhiệm vụ này các bạn mới mở khóa được cái nhiệm vụ này nha tất cả các bạn. Sell link on group thì mình tìm cái group Barbie Dot. Khó khăn quá. Kiếm Barbie. Các bạn dán, các bạn copy cái dòng chữ Barbie này nè. Barbie Black Dot nè. Các bạn qua một tìm kiếm nè. Nó nè, group của nó nè các bạn. Đâu vào. Subscribe member, subscribe. Sell link group nữa. Rồi, các bạn copy link group này các bạn. Rồi các bạn chia sẻ lên một cái group nào đi các bạn. Bạn tìm một cái nhóm group nào đi các bạn, rồi các bạn thôi đi các bạn, giờ các bạn copy cái link group này nè các bạn, cái link này nè. Các bạn vào Telegram các bạn gõ chữ Black Barbie group nha các bạn. Các bạn vào cái group của nó nè. Các bạn xôn xao nè. Rồi các bạn dán cái bức ảnh của nó vào nè, với cái link của nó nè.
Rồi các bạn ghi là chữ good. Không biết nó có khóa lần không. Rồi sau đó các bạn bấm vào Umuti nha các bạn. Thôi các bạn gọi các bạn chụp màn hình lên nha các bạn. Cái này mình cũng sao nó khó quá. Rồi các bạn gỡ bức ảnh lên nha các bạn. Update lên. Chắc đúng. Mò nãy giờ. Rồi bấm continue các bạn. Rồi đúng rồi. Rồi sau đó thì các bạn nhập địa chỉ BNB Smart Chain của các bạn vào. Rồi bấm continue các bạn. Rồi những nhiệm vụ này thì các bạn vào đăng ký tài khoản các bạn rút để kiếm thêm token nha các bạn. Vậy video mình đến đây kết thúc. Mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nha.